Ok rồi, Hương thấy được chưa em, hình ảnh như thế nào? Vâng, em thấy rồi anh. Rồi, chào mừng các bạn đến với bộ môn kinh dịch lục hào. Thực ra nó có nhiều trường phái các bạn. Học về kinh dịch thì có nhiều trường phái. Đầu ban đầu là kinh dịch nó được xuất phát từ thời vua Phục Kỳ á, cứu trước rồi thì biết. Thời vua Phục Kỳ, văn vương ở bên Trung Quốc. Mà cũng có cái nghiên cứu cho rằng là kinh dịch bắt nguồn từ Việt Nam nữa. Nhưng mà tụi em học để ứng dụng cái phần nhiều đó của nó. Thì mấy cái lịch sử này tụi em ưng thì tìm hiểu đọc qua. Thì cái này chúng ta đang học về kinh dịch lục hào, đã nó cùng sáu hào, cũng có trường phái là người ta dùng kinh dịch Mai Hoa. Mai Hoa các bạn thấy trên các cái hội kinh dịch á, người ta hay dùng nhiều động tâm đấy. Nhưng mà hiện tại đang có cái sự phối trộn giữa Mai Hoa với lục hào vào nhau. Tức là lấy cách lấy quẻ của Mai Hoa, lấy giờ động tâm, lấy số, nhưng mà người ta các dịch sư người ta lại luận theo phương pháp của lục hào. Cái đó thì các bạn học rồi các bạn ứng dụng xem cái độ chính xác nó bao nhiêu phần trăm để các bạn dùng nha. Mỗi người một phương pháp, nhưng mà các bạn học xong cơ bản rồi á, các bạn thấy phương pháp lấy quẻ nào nó hợp với các bạn và nó có tính ứng dụng cao và cái độ chính xác nó cao thì mình dùng thôi. Điều cho các bạn cái mục lục nội dung mình sẽ học. Buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ làm việc với nhau về kiến thức căn bản. Thiên can địa chi ngũ hành âm dương. Đây phần 1 kinh dịch là gì? Trong phần này anh sẽ giải thích cái từ kinh dịch. Thứ hai chúng ta sẽ học về bát quái là cái nền tảng căn bản nhất. Trong bát quái tức là 8 quẻ đơn đó. Rồi. Trong bát quái nó cũng mang cái ngũ hành. 64 quẻ kinh dịch này, các bạn không cần nhớ, mới đầu học thì các bạn không cần nhớ 64 quẻ kinh dịch là gì. Cứ xem dần dần rồi sẽ nhớ thôi. Ngày qua ngày sẽ nhớ được. Rồi cách lập một quẻ, tính tay, tính thủ công và dùng app để tính ngũ hành của quẻ này, rồi cách để chúng ta an một quẻ, trong quẻ nó có những cái thông tin gì, thông tin gì đó. Và đến cái phần số 11 là cái phần quan trọng nhất, chúng ta sẽ làm việc xong 6 buổi riêng cái phần số 11 thôi. Đó là lùng quẻ dịch căn bản. Em nghĩ kinh dịch là cái bộ môn mà người ta sẽ dựa vào những cái con số để người ta đưa ra những cái lập luận và ý kiến. Nhiều con số. Số rồi còn nhiều thứ nữa ha. Số là một cái cạnh đúng không ạ? Rồi kinh dịch là một bộ kinh của Trung Quốc, đến đây đúng là về nguyên tắc thì nó là của Trung Quốc. Nhưng cũng không biết được, thực ra đó là một cái quy luật vũ trụ mà không phải của Trung Quốc đâu em, người Trung Quốc người ta phát hiện ra thôi. Thực ra nếu các bạn tìm hiểu sâu thấy là mỗi cái nền văn hóa thậm chí thì nó vẫn có những cái kiến thức mà nó liên quan rất là gần với kinh dịch các bạn. Giống như là người ta thời xưa người ta đã tìm ra những cái quy luật đó, người ta khái quát lại, nhưng mà may mắn là ở Trung Hoa đó, người ta khái quát nó ra một cái bộ kinh thư đồ sộ nó rõ ràng hơn. Là kinh dịch là đây, nó là y sinh là dịch kinh đó. Kinh là cái bộ kinh sách, dịch là sự biến dịch. Thì trong này người ta phân chia ra bộ thủ của nó là phía trên là bộ nhật là mặt trời này, phía dưới là nguyệt là mặt trăng. Như vậy sự biến chuyển trong kinh dịch là biến chuyển của âm và dương, mặt trời và mặt trăng là âm và dương. Như vậy dịch là dịch chuyển thay đổi, chưa nó sự thay đổi của âm dương biến chuyển luân phiên có trong nhau, và nó được dịch ra tiếng Anh rồi nhé, the book of changes, cái cuốn sách của những sự thay đổi. Cuộc sống thì luôn luôn thay đổi, không có thường hằng vĩnh viễn. Trong nhà Phật người ta nói gì, đời là vô thường đấy, life is impermanent, không có cái gì nó vĩnh viễn hết. Rồi như vậy dịch gồm nguyệt là âm và nhật là dương, dấu cộng và dấu trừ đấy các bạn. Cuộc sống này chỉ còn âm dương thôi, hiểu được âm dương và cân bằng được âm dương thì cuộc sống mình nó ắt sẽ hạnh phúc. Trong âm dương nó sẽ có ba tính chất các bạn. Thứ nhất là tính chất đầu tiên, âm dương nó có sự khác biệt, sự đối lập giữa ngày và đêm đó, giữa mặt trái mặt phải, một đồng tiền có hai mặt, nhưng mà nó phải tồn tại cả hai nha, nó tồn tại song song, tuy nó mâu thuẫn nhưng mà nó phải tồn tại cùng nhau, nó không thể triệt tiêu lẫn nhau được, đối lập song song cùng tồn tại, không thể triệt tiêu lẫn nhau. Tính chất thứ hai của âm dương là không có cái gì hoàn toàn âm và không có cái gì hoàn toàn dương, cho nên nói tôi là người tốt hay chưa chắc. Ví dụ như trong chuyện Tấm Cám thì nếu mà đứa nào đọc bản gốc á, thì thấy con cám con tấm ác lắm, con cúi ác lắm, bà gì ghẻ chưa chắc là người xấu, ví dụ xấu với tấm thôi nhưng mà lại thương con này, thì không có gì hoàn toàn âm, không có cái gì hoàn toàn dương. Trong âm có dương và trong dương có âm, như vậy nó có trong nhau nhé. Tính chất thứ ba là âm dương phát triển đến cùng cực thì nó sẽ âm, mà đến cùng cực thì sẽ thành dương, dương đến cùng cực thì chuyển thành âm. Cái thứ ba này các bạn cực kỳ lưu ý, khi các bạn xem quẻ sau này á thì các bạn thấy nếu cái hào nó vượng, rất vượng luôn, thì các bạn phải thấy là điều này rất xấu. Ví dụ người ta hỏi là tháng qua cho anh là công việc như thế nào mà thấy cái hào công việc cực kỳ vượng, nó sinh từ tứ phía không có một cái gì khác luôn, thì thấy nó rất là nguy hiểm em. Tức là ổng đã vượng tới đỉnh điểm rồi, thì khi mà tới đỉnh điểm thì chắc chắn thời gian tới nó sẽ suy và sẽ có những cái tai họa ập đến. Đó là những cái nguyên lý rất là hay đó, các bạn phải lưu ý cái điều này. Cái ba cái quy luật cần nhớ của kinh dịch này, ba cái này phải nhớ để sau này luận quẻ nó phải chính xác. Thứ nhất, luật tương ứng tương cầu. Hay có cái câu mà ai đọc cái cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông á sẽ biết được câu này, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Như vậy cái cách để chúng ta lên một quẻ kinh dịch là nó dựa vào cái sự linh ứng nha. Tại sao một quẻ kinh dịch nó lại luận đoán được nhiều sự việc như vậy?
chỉ cần người hỏi người ta phát tâm ra, thì trong cái não bộ của mình, cái suy nghĩ của mình là một dạng năng lượng các bạn. Suy nghĩ của mình là một dạng năng lượng, giống như dòng điện đó. Các bạn không thể thấy được cái dòng điện, các bạn không thể thấy được cái sóng wifi, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Như vậy suy nghĩ của chúng ta là một dạng năng lượng. Thế thì khi mà chúng ta phát ra suy nghĩ, cái suy nghĩ đó nó ứng vào cái quẻ, và theo cái cấu trúc sắp xếp của kinh dịch, nó là một cái kinh dịch là một cái dạng quy luật vũ trụ mà chúng ta đã tìm hiểu ra thôi, chứ không phải là siêu nhiên hay là mê tín gì đó gì cả. Thì nó sẽ ứng vào cái quẻ, có cầu thì ắt có ứng, muốn xem thì ắt ắng, chắc chắn cái quẻ nó sẽ lên được thôi. Thứ hai, luật tích tiềm, mọi sự việc đôi khi nó biến đổi không nhanh đâu, nó sẽ biến đổi từ từ như vậy đấy, nó ăn mòn từ từ đấy. Và luật phản phục, này là hồi nãy có nói đấy, vật cùng tác biến, vật cực tác phản. Khi mà nó vừa đến hồi cực thịnh đó thì chắc chắn nó sẽ suy. Một quốc gia đến lúc mà nó trở nên là cực kỳ giàu có thì chắc chắn sẽ có cái mầm họa nảy sinh trong đó. Còn khi mà mình thấy cuộc đời mình quá khổ tới nỗi là cùng cực rồi thì chắc chắn nó sẽ biến đổi sang sướng, nó theo chu kỳ cả, chứ không có ai. Cho nên đó, trong cái ca dao của Việt Nam mình có câu gì các bạn biết không, nói về luật phản phục này không? Không ai sướng mà đời gì vậy? Không ai giàu ba họ, không ai sướng mà đời, đó nó thể hiện cái quy luật của kinh dịch trong này chứ đâu, đúng không? Nói là khi mà nguy á là vì chúng ta cứ thoải mái với cái ngôi vị của mình đang có, chúng ta cứ chấp nhận với những cái thoải mái, chúng ta kinh kiều kiêu ngạo thì đó là nguy. Còn mất là vì chúng ta cứ chắc chắn ở sự còn mãi, chúng ta nghĩ là người yêu chúng ta sẽ bên chúng ta mãi mãi, nhưng biết đâu một ngày nó mất đi chẳng hạn, người thân chúng ta mất đi. Còn loạn là vì chúng ta cày ở sự trì, nếu một bậc bên chủ, một bậc vua chúa, một bậc lãnh đạo mà cứ cày ở cái trì bằng dũng lực thì chắc chắn quốc gia nó sẽ loạn, nó không thu phục được nhân tâm. Thì bởi vậy người quân tử lúc yên thì không quên lúc loạn nhé. Nhớ khi mình có nhiều tiền thì phải lo tới cái lúc mà mình hết tiền. Thì khi chúng ta lên một cái quẻ thì nó sẽ có như thế này, như này đây. Quẻ này là theo phương pháp là rút quẻ Sari đó các bạn. Rút quẻ Sari rồi ông sao chỉ cho cách luôn. Thì đây. Đầu tiên cái quẻ phía bên tay trái của anh á là người ta gọi là quẻ gốc. Quẻ gốc nhá. Một quẻ là được hình thành từ hai bát quái, một cái một bát quái là có phải ba gạch không? Như vậy hai bát quái chồng lên nhau thành một quẻ. Đây là quẻ gốc nè. Còn cái quẻ hổ này là quẻ hỗ trợ thôi, các bạn không cần để ý đến. Còn đây là quẻ biến. Quẻ gốc này nó là quẻ khôn, nó đồng hào xấu, nó biến thành quẻ bát. Đây là quẻ gốc, đây là quẻ biến. Còn trong quẻ thì chúng ta sẽ biết được là hai thứ chúng ta cần để ý, đó là ngày và tháng. Ngày đây, ngày là nhật thần, nhật là ngày đó. Nguyệt lệnh tức là cái tháng. Tháng này là ngày, là ngày hợi thuộc thủy. Còn tháng là tháng thân thuộc kim. Thì để biết nó thuộc cái ngũ hành gì thì học rồi mới biết được. Rồi tiếp theo là đi vào hào từ. Chúng ta thấy những cái cột này chưa ạ? Đây, đầu tiên, một cái cột đầu tiên là chúng ta phải tìm thế và ứng. Thế là cái bản thân mình, chẳng hạn mình xem là cái này, quẻ này xem cái gì đây? Quẻ này là xem kết quả trận đấu cầu lông. Thì thế là đội của mình, còn ứng là đội của đối thủ. Coi thằng nào mạnh hơn thì thằng đó thắng thôi, mình đoán cho họ như vậy thôi. Thế và ứng. Còn lục thân là 6 cái mối quan hệ nó tương tác lẫn nhau. Tí nữa mình sẽ học luôn. Can chi tức là 12 con giáp, mỗi con giáp đó nó sẽ có một cái ngũ hành. Được chưa? Tương tự bên này quẻ biến thì nó cũng ra tương tự. Còn đây là lục thú là nó thể hiện những cái thông tin bổ trợ thêm cho chúng ta tìm hiểu. Ví dụ đằng xà là nó chủ về những cái lo lắng, bất an, hoặc là cái kỹ thuật lắc léo. Khi mà câu trần là thế bị động hoặc là nhà cửa. Chu tước là về tường văn thư, giấy tờ hoặc là cái miệng nói nhiều. Thanh long là những cái niềm vui, đẹp đẽ. Duyên dáng đẹp, huyền vũ là quyến rũ. Và huyền vũ cũng thể hiện những cái sự mơ ám, trộm cắp, ngoại tình các kiểu. Bạch hổ là chủ hiệu về máu huyết và giữ, cung giữ. Sự hình thành của bát quái như là khi mà vũ trụ ở một cái trạng thái hư vô thì nó chưa có gì cả, thì nó mới va chạm nhau nó hình thành, thì giống như cái thái cực này nè, lúc mà hư vô là vô cực và hình thành nên thái cực. Thái cực là do cái khí âm và khí dương nó quyện vào nhau tạo ra thái cực, và sau đó thái cực này nó phân tách, nó chỉ ra được lưỡng nghi. Lưỡng nghi hay chúng ta còn gọi là hào đấy, hào âm hay là hào dương. Thì cái hào mà gạch lìa như thế này gọi là hào dương hay còn là lưỡng nghi dương, còn hào vạch đứt là hào âm hay còn gọi là lưỡng nghi âm. Thì từ lưỡng nghi nó sinh ra tứ tượng. Tứ tượng là bốn canh dưới này đây. Rồi lấy dương, lấy dương đắp lên dương là ra được thái dương. Rồi lấy âm đắp lên dương chúng ta ra được thiếu âm. Sau đó chúng ta lấy dương đắp lên âm được thiếu dương, và lấy âm đắp lên âm là được thái âm. Đó là tứ tượng nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra được bát quái này các bạn. Càng đòi ly chấn tốn khảm cấn khôn, chấn tốn mộc, càng đòi kim khảm thủy ly hỏa cấn khôn thổ tầm. Có nghĩa là gì? Bát quái mà chấn và tốn thì nó thuộc mộc, càng và đòi thì thuộc kim, khảm thuộc thủy, ly thuộc hỏa, và cấn và khôn á thì nó thuộc thổ. Thổ tầm có nghĩa là tìm á. Đây là câu khẩu quyết về ngũ hành của bát quái: chấn tốn mộc, càng đòi kim, khảm thủy, ly hỏa, cấn khôn thổ tầm.
các bạn, 64 quả kinh dịch, nhìn thấy rối không? Có nhiều người hỏi là khi học kinh dịch thì có nhất thiết học thuộc 64 quả không? Thì câu trả lời là không nhé, không các bạn, qua nhiều nhớ thôi, và cứ qua nhiều rồi mình tra. Bây giờ tra nhé, học như vậy mới hay, chứ đừng có bắt ép cái đầu óc của mình phải học, thì thành ra nó rất là áp lực, dễ bỏ ngang lắm. Không nhớ thì thôi, không nhớ thì lên hỏi là Thiên Thủy Tùng, gõ Thiên Thủy Tùng nó ra chẳng hạn nha. Thiên Trạch Lý ý nghĩa là gì, gõ nó ra. Anh thật ra cái quẻ nó cũng có cái cách đọc, cách đọc của quẻ nó như thế này, có cái bảng này này các bạn xem nhé. Ở trên á là các bạn thấy chưa, càn đòi ly chấn tốn khảm cấn khôn, anh vừa dạy thứ tự của bát quái rồi phải không ạ? Phía trên là hàng ngang này, trục hoành này, trục tung đi xuống dưới này cũng là càn đòi ly chấn tốn khảm cấn khôn. Âm quẻ thì người ta không, càn thì người ta đổi cái tên của nó là thành thiên, đòi thì thành tạch, ly thì thành hỏa, chấn thì thành lôi, tốn thì thành phong, khảm thì đổi thành thủy, cấn thì thành sơn, khôn thì thành địa. Thì khi các bạn nối với nhau thì nó sẽ ra cái tên khá. Bây giờ ở trên là đòi, dưới là ly, thì chúng ta sẽ được quẻ là gì? Trạch, hỏa, giống ở đây, cách. Nếu mà trên là bắt quái là đòi, dưới là ly, thì sẽ được quẻ trạch, hỏa, cách. Nếu mà trên là chấn, dưới cũng là chấn luôn, thì chúng ta giống ra, có phải là quẻ thuần chấn không? Thuần chấn hay còn gọi là chấn vi lôi, hay còn gọi là thuần chấn đấy. Bây giờ hỏi Thắng phát nha. Thắng ơi. Ok anh. Rồi, hiểu cái này chưa? Nếu mà ở đây là khảm, nếu mà ở đây là khảm, ở dưới là cấn, thì cái quẻ sẽ là gì? Khảm... Đây là cấn... khảm là thủy này. Khảm cấn kiến. Thủy cấn kiến. Thủy sơn. À, thủy sơn kiến. À, thủy sơn kiến. Kiển đó, thủy sơn kiển đó. Nếu mà trên là ly, dưới là khôn, thì chúng ta được quẻ gì? Là hỏa địa tấn à? Ờ, hỏa địa tấn. Hỏa địa tấn. Cho học này. Đó là cách quẻ kinh dịch, chúng ta đọc tên nhé. Còn không nhất thiết các bạn mới học thì không cần nhớ cái này đâu, qua nhiều và phương pháp đúng là mình cứ không biết chỗ nào thì mình tra chỗ đó, trên mạng có. Rồi về ngũ hành sinh khắc. À ok anh. Ừ, ngũ hành nó sẽ có tương sinh và tương khắc là hai cái cơ bản, đơn giản thôi các bạn nhìn nhé. Hỏa sinh thổ, biết vì sao hỏa sinh thổ không? Lửa bốc hết lên rồi thì nó còn tro tàn thành thổ. Thổ sinh kim là thường thường các cái quặng kim loại nó được sinh ra, nó được nén dưới lòng đất. Kim sinh thủy thì khi mà nung kim loại lên thì nó sẽ thành chất lỏng, nó thành khí thủy. Thủy sinh mộc, nó là thủy sinh mộc, nước cho cây cây cối. Mộc sinh hỏa, lửa mà muốn to lên thì cứ bỏ thêm củi vào. Còn tương khắc thì cứ khắc một thằng nên nó sẽ khắc hỏa, sẽ khắc kim, hỏa khắc kim. Để mà định hình tạo hình được kim loại thì phải cần đến lửa nung nó lên. Kim nó sẽ khắc mộc, các bạn muốn chặt cây thì dùng rìu để chặt. Mộc nó sẽ khắc thổ nhá, mộc khắc thổ, bởi vì là cây cối nó đâm rễ xuống đất á, để nó hút chất dinh dưỡng. Cỏ dại càng nhiều thì đất chỗ đó càng bị suy chất dinh dưỡng đi. Thổ nó sẽ khắc thủy các bạn, nước nó chảy đi và nó gặp núi, gặp đất đá thì cái dòng chảy, cái lưu tốc của nước nó sẽ bị kìm hãm lại. Còn thủy khắc hỏa thì ai cũng biết rồi, lửa thì dùng nước để dập. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, ngũ hành đó là cái khí của nó các bạn, chứ không phải là hỏa là lửa ngoài thực tế cũng phải thổ đâu. Tức là người xưa người ta cái khí thì mình không thể hình dung tưởng tượng được các bạn, cho nên người ta sẽ gán nó vào một cái vật chất, cái dạng năng lượng vật chất cụ thể mà mình có thể thấy được, sờ được để mình dễ hình dung nhé. Chứ mộc nó không phải khí, mộc thì nó cũng có trong cái cây các bạn, nhưng mà cái lá gan của chúng ta đó, học phải đồng y á, thì cái lá gan của chúng ta nó thuộc mộc. Cái lá gan không phải cái cây đâu mà nó vẫn thuộc mộc đấy thôi. Như vậy các bạn phải hiểu cái này này, cái này ít người, nhiều người bị nhầm đó. Đây là ngũ hành, này là khí nhé, chứ nó không phải là một cái hình dạng vật chất cụ thể. Và một cái nữa đó là ngoài ngũ hành tương sinh và tương khắc thì các bạn phải biết là nó có một cái phần gọi là ngũ hành chế hóa. Chế hóa có nghĩa là gì? À, nếu các bạn đã biết rồi là kim khắc mộc, ok, kim khắc mộc. Nhưng mà nếu mộc rất là vượng, một cái cây cổ thụ cao cứng mà kim lại suy, chúng ta không có cái rìu, chúng ta lấy cái kim may áo quần thôi, thì kim suy mà thì làm sao nó khắc mộc được, phải không ạ? Trường hợp này thì kim không thể khắc được mộc. Muốn nó khắc mộc thì đôi khi nó phải vượng cơ, nếu nó suy thì sao mà khắc được, đúng không các bạn? Nếu mà một đám cháy đang lớn, các bạn có một cái ly nước thôi, các bạn làm sao mà dập được cái đám cháy đó? Thì không thể nói là thủy khắc hỏa hoàn toàn được, thì chúng ta phải biết được nó suy bao nhiêu và nó vượng bao nhiêu. Thì tương tự như vậy, khi các bạn sang khỏe đó, các bạn phải biết là cái hào liên quan đến ngũ hành đó nó có suy không, nó có vượng không. Em thấy anh đang nói về vấn đề này này, bát quái đại diện cho vai vế trong gia đình, người nắm được bát quái chưa? Càng gọi ly chứng tốn khảm cứng khôn, thì càng là khí dương cực thịnh, ba hào dương, cho nên nó đại diện cho cha. Khôn là ba hào âm, nó đại diện cho người mẹ.
Như vậy từ người cha sẽ sinh ra ba đứa con. Đây, Hường thấy này, hợp âm xuất hiện đầu tiên là người con gái đầu tiên trong gia đình, gọi là trưởng nữ. Đây là phải Tốn này phải không? Tốn này, hậu âm xuất hiện ở giữa là Ly, gọi là trung nữ. Còn bà hậu âm đưa lên đầu tiên là phải Đòi, người con gái út. Và từ Khôn chúng ta sẽ sinh ra ba đứa con trai. Hậu Dương xuất hiện đầu tiên là Chấn, là trưởng nam trong gia đình, là đầu tiên đó, xuất hiện đầu tiên. Tiếp theo Hậu Dương xuất hiện lên giữa, ở giữa là Khảm, là người trung nam, trung nam. Và Hào Dương xuất hiện sau cùng là Cấn, là người con trai út đó các bạn, người con trai út trong gia đình. Thì các bạn nhớ là càng ba Dương, Khôn là ba Hào âm Đức, cái này dễ nhớ rồi nè. Còn các bạn muốn học thuộc bát quái thì nhìn biết được, sau này anh che lại các chữ này, các bạn nhìn và các bạn đọc được thì lúc đó mới nhớ. Tốn là khuyết dưới, Đòi là khuyết phía trên. Tốn khuyết dưới, Đòi khuyết trên. Ly trung hư, Ly trung hư là ở giữa, nó bị hư ra, bị tách ra. Khảm trung mãn là Khảm là ở giữa, trung là ở giữa đó, mãn là Hào Dương. Ly trung hư, Khảm trung mãn. Giờ này cũng bàn tay trái nha các bạn, lúc nào anh cũng nhắc các bạn là có bàn tay trái. Bây giờ nhìn lên đây, tí sẽ bắt đầu từ cái gốc đốt ngón tay áp út. Đây tí đây trên màn hình các bạn thấy được chưa? Tí là số 1. Đây tí này chúng ta sẽ chạy thuận chiều kim đồng hồ. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Được chưa? Và theo thứ tự nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chào anh. Ok, bây giờ cái màu anh tô ở đây cũng có cái dụng ý đấy các bạn. Bây giờ các bạn phải biết cái màu nó sẽ đại diện cho khí ngũ hành nào nhé. Bây giờ chúng ta có Tý và Hợi, màu xanh nước biển thì theo các bạn ngũ hành gì? Thủy là sẽ là màu xanh nước biển hoặc là màu đen, màu đen. Và nó thuộc hướng bắc nhé, hướng bắc. Đối với phong thủy á, đối với phong thủy và kinh dịch á, thì nó khác với cái bản đồ địa lý thực tế. Thì hướng nam nó sẽ ở phía trên và hướng bắc nó ở phía dưới. Bởi vì phương nam nó thuộc về hỏa các bạn, mà hỏa khí thì cái tính chất của hỏa nó sẽ bốc lên, cho nên các thầy phong thủy người ta để cái vị trí của hỏa nó sẽ nằm ở phần trên. Còn phía bắc nó là khí của thủy, khí thủy là khí âm. Khí âm thì nó sẽ mang xu hướng là lắng xuống, cho nên sẽ để ở dưới. Còn trong các cái bản đồ mà các bạn học môn địa lý là có phải phía bắc phía trên không, mà phía nam nằm ở dưới, phải không ạ? Nhưng mà vào cái bàn tay của chúng ta thì nhớ là phía nam là phía trên, bắc là ở dưới. Và như vậy là Tý và Hợi màu xanh, thì Tý và Hợi là sẽ thuộc thủy nhé. Đố các bạn Dần Mão thuộc ngũ hành gì? Mộc. Dần Mão thuộc mộc. Tỵ Ngọ thuộc hỏa, chính xác, màu đỏ. Thân và Dậu nó sẽ thuộc gì? Hành kim ấy. Kim, hành kim cũng được, màu trắng. Kim là màu trắng. Và thìn túc sửu mùi, hay còn gọi là tứ mộ đấy, thì bốn anh này là thuộc thổ nhé. Thổ thì nó sẽ là có bốn anh nó phân tán ra. Hỏa là thuộc phương nam, mộc thuộc phương đông, thủy thuộc phương bắc, kim thuộc phương tây. Còn thổ thì nó phân bố bốn hướng luôn, các nơi luôn, nó không có một cái hướng cụ thể. Và ở đây á, các bạn cũng thấy được bốn cái hướng của các cái con lục thú này, tí nữa trong vẽ này. Thanh Long nó thuộc mộc, nó sẽ thuộc về hướng đông. Chu Tước nó sẽ thuộc hỏa, nó thuộc về hướng nam. Bạch Hổ thuộc kim, thuộc về hướng tây. Và Huyền Vũ là thuộc về hướng bắc. Còn hai con còn lại là Câu Trần và Đằng Xà, nó sẽ thuộc thổ và nó ở trung cung. Cái tính chất gì thôi, ví dụ như Thanh Long á, là con rồng, nhưng mà cũng gần nhớ Thanh Long là rồng làm gì. Thanh Long là những cái chủ về niềm vui, niềm vui này, sắc đẹp này, ăn uống vui tươi, nhậu nhạc vui tươi. Cứ Thanh Long là vui à, nhá. Mà Thanh Long động mà tương sinh cho mình là có niềm vui đến cho mình. Còn Chu Tước là chủ về ăn nói, nếu mà Chu Tước nó bị khắc quá thì là tranh cãi, xảy ra kiện tụng. Chu Tước nó cũng thể hiện là giấy tờ văn thư. Câu Trần nó thể hiện về vấn đề đất đai nhà ở các bạn, về sự bị động, đất đai nhà ở mình không thể bê đi được, nó bị động. Đằng Xa là những sự lắc léo, sợi dây, hình sợi dây và kỹ thuật. Còn Bạch Hổ là chủ về những cái sự hung dữ, nóng nảy, hay là máu huyết tan tóc chết chóc là vào Bạch Hổ đấy. Còn Huyền Vũ chủ về sự gợi cảm của người phụ nữ, gợi cảm khiêu gợi đấy, và chủ về sự gọi là dâm này, hoặc là ăn cắp ăn trộm gì đó này, là Huyền Vũ lừa đảo này. Rồi đó là 12 địa chi và lục thú anh giới thiệu luôn, và cái phương hướng của nó nhé, các bạn phải nhớ cái phương hướng, bởi vì khi tìm đồ đạc thì những cái con này nó nằm ở đâu thì lúc đó mình tìm được hướng đó. Nên mấy cái hướng ví dụ đông nam thì đông ở đông nam đây này. À nói luôn này, Tý nó thuộc về hướng chính bắc nhá.
Bây giờ nói về hướng này, con Tý nó thuộc về chính bắc, hướng chính bắc luôn. Con Hợi á nó sẽ thuộc về hướng tây bắc nhưng mà thiên về hướng bắc, tây bắc thiên về hướng bắc. Con Tuất á là nó thuộc tây bắc nhưng mà thiên về hướng tây. Con Dậu nó thuộc hướng chính tây. Còn Thân á là nó thuộc hướng gì đó các bạn biết? Thân thuộc hướng gì? Tây nam. Ừ. Tây nam. Tây nam. Tây nam mà thiên về hướng tây. Còn Mùi nó cũng thuộc tây nam nhưng mà thiên về hướng nam. Như vậy con Ngọ là thuộc hướng chính gì? Chính nam. Con Tỵ sẽ thuộc hướng đông nam mà thiên về hướng nam. Thìn nó cũng thuộc đông nam nhưng mà thiên về hướng đông. Mão sẽ là chính đông và Dần sẽ là hướng gì? Đông bắc. Đông bắc thiên về hướng đông và Sửu là đông bắc thiên về hướng bắc. Hiểu cái hướng của 12 con địa chi chưa? Ok. Ừ. 12 con giáp này các bạn phải nhớ là nó có sự tương tác lẫn nhau. Ví dụ đầu tiên là nói về mối quan hệ nhị hợp của nó. Nhị hợp nó sẽ hợp theo chiều ngang đó. Tý nó sẽ hợp với Sửu này. Hợi sẽ hợp với Dần. Mão giống theo chiều ngang sẽ hợp với Tuất. Thìn các bạn giống theo chiều ngang trên lòng tay chúng ta này, hợp với Dậu. Tỵ nó sẽ hợp với Thân. Và Ngọ nó sẽ hợp với Mùi. Còn bây giờ lục xung này. Lục xung là nó sẽ theo cái trục đường chéo. Dần đi, Dần các bạn chéo lên thì Dần sẽ xung Thân. Tỵ sẽ xung với Hợi các bạn. Tỵ xung với Hợi này. Rồi Sửu này xung với Mùi này, chéo lên. Ngọ sẽ xung với Tý này. Thìn sẽ xung với Tuất này. Và Dậu sẽ xung với Mão. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu xung chưa? Ok. Rồi, như vậy đấy nhé.